liên tục update, liên tục theo dõi, liên tục tìm hiểu để mà chúng ta có thể cập nhật và chúng ta nắm được một cách chính xác nhất, đúng không ạ? Để mà chúng ta sẽ có được một cái kế hoạch kinh doanh thật là đón đầu các anh chị, gọi là đón đầu ha. Như cái tiêu đề ngày hôm nay á, là My sẽ chia sẻ về AppDropImon. Đây, cái tiêu đề của chúng ta cũng là gì anh chị? Là cái ứng dụng mua sắm của tương lai các anh chị. Cách đây khoảng một tháng các anh chị, là My cũng có một cái chuyến gọi là lãnh đạo, gọi là huấn luyện cho các anh chị lãnh đạo mentor một xóm. Thì trong cái chuyến đi đó thì My gặp một cái BDB anh chị, có gặp gỡ một BDB của trên kệ hàng của Dropy. Và khi mà My có cơ hội trò chuyện anh chị, thì My được biết một cái điều mà nó cũng khá là mới mẻ với mình các anh chị. Và My thấy rằng là đó là một cái điều mà thị trường đang diễn ra, và cái vận động, cái sự vận động của xã hội nó đang đi theo một cái hướng mà chúng ta đang ngày càng tiến bộ hơn các anh chị. Chúng ta đang ngày càng tiêu dùng một cách là gì ạ? Thông minh hơn các anh chị. Nếu như mà những cái năm vừa qua khi mà thương mại điện tử ra đời, đúng không? Đầu tiên là chúng ta có những cái nền tảng mà chúng ta mua sắm online. Ví dụ chúng ta thấy là Tiki, đúng không ạ? Ngày xưa Tiki rất là hot. Sau đó là bây giờ hiện tại là Shopee. Ngày xưa có cả là Lazada nữa các anh chị. Thì bây giờ là chúng ta đang mua rất nhiều và mua mọi thứ ở trên Shopee, đúng không ạ? Và sau đó nữa thì chúng ta lại có một cái nền tảng mà mọi người rất là hot và cực kỳ hot. Đó chính là TikTok, đúng không ạ? Mọi người mua hàng trên TikTok. Và các anh chị có thấy rằng là cái điều mà chúng ta hay nhắc đến, ngoài cái việc là chúng ta mua sắm rất là thuận lợi, chúng ta có được nhiều cái sự lựa chọn, chúng ta không phải nhiều thời gian đi lại, nó rất là tiện lợi các anh chị. Thì ở trên những cái nền tảng này á, thì có một điều mà nó đang diễn ra các anh chị, đó chính là mọi người đang cạnh tranh với nhau về cái giá bán. Có nghĩa là mọi người sẽ rất là hay nhận được những cái deal mà chúng ta được giảm giá, chúng ta được có nhiều cái khuyến mãi, và cái điều đó nó thu hút chúng ta, đúng không anh chị? Và ngoài bên cạnh là chất lượng những cái sản phẩm chúng ta mua thì cũng có rất là nhiều sản phẩm tốt các anh chị, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì cũng có nhiều những cái sản phẩm mà chúng ta khó nói. Nhưng mà hầu hết là những cái ở trên những cái nền tảng đó thì mọi người sẽ thấy là nếu như mà những cái đơn vị nào họ có được một cái nguồn hàng tốt, giá tốt thì họ sẽ bán được rất là nhiều. Còn nếu như mà chúng ta có vốn ít, chúng ta lấy được cái sản phẩm giá không cao, chúng ta không có nhiều chương trình khuyến mãi một cách đặc sắc hoặc là không có mạnh, thì cái số lượng bán của chúng ta nó cũng sẽ giới hạn. Và hầu như là hiện tại mọi người đang mua, tiêu dùng quyết định mua một cái gì đó dựa vào cái giá, và mình so sánh rằng ở đâu cái giá tốt hơn để mọi người mua. Thì các anh chị có đồng ý với mình là hiện tại là nó đang diễn ra cái điều này rất là phổ biến, không ạ? Đương nhiên không phải là tất cả các anh chị, không phải là tất cả, không phải là ai cũng như vậy. Cũng có rất nhiều anh chị mà người không có đặt cái tiêu chí giá lên hàng đầu, nhưng mà anh chị có thấy rằng là phần đông và phần lớn, và hầu như là chúng ta đang quyết định mua hàng dựa trên một cái gì các anh chị? Dựa trên một cái tiêu chí là giá. Có phải không ạ? Nếu như các anh chị cũng nhìn thấy cái thực tế đó thì các anh chị hãy cho mình một chấm nhé. Nhưng mà khi mà mình trao đổi, có không ạ? Các anh chị có cảm nhận được cái điều đó không? Và chính chúng ta cũng thế mà, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng là nhãn hàng bình thường chúng ta phải mua với giá là ví dụ như là gì, là 1 triệu đi ha. Bình thường mình mua phải là 1 triệu đi, hoặc là bình thường những cái sản phẩm đó chúng ta mua phải 500 nghìn, nhưng mà hôm nay là giảm còn có 150, 200 hoặc là 300 thôi. Chúng ta hoặc là 350 chẳng hạn là cũng giảm được nhiều rồi, thì chúng ta thấy là mình được lợi, và chúng ta ngay lập tức là chúng ta có thể là mình được quyết định mua hàng, bởi vì mình thấy mình được lợi, mình được tiết kiệm, đặc biệt là trong thời điểm kinh tế khó khăn, đúng không anh chị? Nhưng mà các anh chị biết không ạ? Cái cuộc nói chuyện của My với BDB đó cộng với một cái người là gọi là KOL các anh chị, với kênh TikTok là lấy kênh YouTube là đã hơn 1 triệu follower. Thì trong cái cuộc nói chuyện như vậy á, thì có một cái nội dung mà My rất là ấn tượng các anh chị, đó chính là những cái nhà nghiên cứu sản phẩm, những cái người họ đi vào thị trường thì họ chia sẻ rằng là trong tương lai các anh chị, trong tương lai và hiện tại thì cái xu hướng tiêu dùng nó đang dần dần, nó đang có một cái sự chuyển dịch, đó là mọi người sẽ không còn cái tiêu chí giá lên hàng đầu nữa. Có nghĩa là sau có thể rất nhiều lần mọi người đã sử dụng những cái deal, những cái đơn hàng mà được giảm giá, nhưng mà cái sự hài lòng ở phía sau, cái sự hài lòng khi mà bỏ ra số tiền đó, thì có lúc thì rất ok, có lúc thì chưa ok lắm, đúng không ạ? Có lúc thì chúng ta mua được hàng chính hãng thật, nhưng cũng có lúc có thể không may chúng ta mua phải những cái hàng đểu. Thì cái điều đó là nó vẫn diễn ra. Như vậy thì sau một thời gian thì thị trường đang đầu nhận ra được những cái
mình tạm gọi là những cái bài học đi anh chị. Và người tiêu dùng họ sẽ càng ngày họ càng tỉnh táo hơn, họ sẽ càng ngày họ càng đòi hỏi những cái tiêu chí nó cao hơn ngoài cái việc là chỉ có tiêu dùng thông qua cái việc là giá các anh chị. Họ sẽ, tại vì có thể rằng là chúng ta ai cũng thế đúng không, nếu như mà chúng ta đã trải qua những cái trải nghiệm không tốt hoặc là vô tình là chúng ta hay gặp phải những cái trường hợp nó không thật sự là hài lòng, thì chúng ta cũng sẽ có một cái rút kinh nghiệm và chúng ta sẽ dày dặn hơn cho những cái lần tiêu dùng sau, chúng ta sẽ thông minh hơn cho những cái lần sau. Thì chúng ta sao cho anh chị, thì trong tương lai và hiện tại đang xảy ra một cái sự chuyển dịch, đó là mọi người dần dần mọi người sẽ có những cái tiêu chí cao hơn là giá, mọi người sẽ quan tâm về cái yếu tố cái chất lượng, cái trải nghiệm và cái hiệu quả mà cái sản phẩm như là những cái đồ mà mình mua về mang lại cho mình, chứ chúng ta sẽ không chỉ đơn thuần là giá. Và đó chính là tương lai các anh chị, đó chính là cái xu thế của tương lai. Mọi người sẽ cần tìm kiếm những cái sản phẩm thật sự chất lượng, mọi người sẽ mong muốn có kiến thức trong tiêu dùng, mọi người muốn tìm hiểu một cách là mình tiêu dùng có kiến thức các anh chị, đúng không ạ? Có nghĩa là mình sẽ tiêu dùng những, mình sẽ bỏ tiền ra một cách là gì ạ, là nó gọi là chúng ta có sự cân nhắc, chúng ta có kiến thức. Và các anh chị biết không ạ, cái người PDB đã nói với mình rằng là gì ạ, mô hình Shopee có một cái điều mà PDB đó lựa chọn, và PDB nhìn thấy được cái tiềm năng của Shopee, nhìn thấy được cái điểm khác biệt của Shopee so với tất cả các nền tảng thương mại điện tử khác mà không, chưa có một những cái nền tảng hiện tại họ chưa làm được, đó chính là họ có thể làm gì các anh chị biết không ạ? Nền tảng Shopee của chúng ta thông qua cái việc tư vấn á các anh chị, thông qua cái việc tư vấn, thông qua cái mô hình là chúng ta có những chuyên viên tư vấn ở đây là các anh chị đối tác kinh doanh đúng không ạ? Khi mà chúng ta làm việc với khách hàng, khi mà chúng ta chia sẻ những sản phẩm với khách hàng, thì bên cạnh cái sản phẩm chúng ta luôn đi kèm với cái dịch vụ tư vấn, dịch vụ trao kiến thức, dịch vụ là chúng ta dạ, chúng ta trao cho khách hàng những cái giá trị của sự lựa chọn. Giá trị của sự lựa chọn như thế nào các anh chị? Có phải là những cái sản phẩm chúng ta sẽ nói với họ rằng là với dụ với một cái sữa tắm đi các anh chị, thì một cái sữa tắm như thế nào là một cái sữa tắm nó đảm bảo yếu tố an toàn? Thì trước đây có thể người ta sẽ không biết các anh chị, trước đây có thể người ta chỉ đơn thuần là một cái sữa tắm thì mình làm sao tắm cho nó có xà bông đúng không ạ, có bọt lên rồi mình tắm xong mình cảm thấy là nó sạch rồi mình cảm thấy là, nhưng mà đôi khi những cái cảm giác sạch nó không có thật nữa các anh chị. Đôi khi những cái cảm giác mà mướt trên da của mình á, đôi khi nó chỉ là một cái lớp mướt giả thôi, một cái lớp nhớt nó phủ trên ngoài da. Đôi khi chúng ta không hiểu được rằng là như thế nào là một cái sữa tắm thật sự tốt, an toàn cho da, tốt cho môi trường, tốt cho sức khỏe, và đúng không ạ? Như vậy thì bình thường một cái người họ mua dùng cho họ chỉ đơn thuần là nó để, người ta để trên chai là sữa tắm chẳng hạn đúng không ạ? Ví dụ người ta chỉ đơn thuần để trên cái chai sản phẩm là sữa tắm, người ta đôi khi người ta sẽ không biết cách tìm hiểu nguồn gốc, người ta đôi khi người ta không biết là cái đó thật hay giả, và đơn thuần người ta thấy là trên ngoài cửa hàng tạp hóa, trên những cái cửa hàng online bán là sữa tắm thì họ sẽ mua về để tắm thôi. Nhưng mà mô hình của Shopee anh chị, nó sẽ có một thứ mà nó sẽ giáo dục và nâng cao kiến thức của người tiêu dùng các anh chị. Hoặc đôi khi chúng ta mua một cái chai dầu gội đầu thôi các anh chị, chúng ta cũng sẽ cho họ hiểu rằng là gì. Mới quay lại với cái sữa tắm đi các anh chị, để mình chọn về một cái ví dụ đúng không ạ? Ví dụ như một cái sữa tắm đó, các anh chị, thì cái sữa tắm này nó có những cái nó có những cái tiêu chí nào để mà đảm bảo an toàn đúng không ạ? Nó có một cái những cái điểm như thế nào đúng không? Độ pH như thế nào? pH thì có phải là thấp quá không? Có phải là acid không? Có phải là nó sẽ làm cho da của chúng ta nó sẽ chấm nhưng mà nó sẽ yếu đi hay không? Hay là độ pH của nó là một độ pH tự nhiên, an toàn, thân thiện cho da và thân thiện cho môi trường. Hoặc là nó liên quan đến những cái độ lỏng, độ nhớt, độ tạo mùi, độ tạo bọt, và tất cả những đó nó có hóa chất, nó có bảo vệ môi trường không, nó có an toàn, lành tính cho sức khỏe của mình hay không. Thì những cái điều đó khi mà khách hàng người ta được lựa chọn, người ta được tư vấn, họ sẽ có cái sự nhận diện các anh chị. Họ sẽ lên một lần họ thử được những cái sản phẩm chất lượng và họ sẽ nhìn thấy rằng là sản phẩm chất lượng làm đến như thế này và tại sao nó chất lượng các anh chị. Thì thông qua cái mô hình gọi là bán hàng tư vấn các anh chị, đúng không? Shopee được gọi là một nền tảng thương mại điện tử tư vấn. Và thông qua việc tư vấn thì ở đây tất cả các anh chị đang làm một cái việc mà nó vô cùng giá trị cho cả xã hội luôn các anh chị, cho cả cộng đồng của chúng ta, đó là chúng ta trao cho cái người tiêu dùng kiến thức tiêu dùng, kiến thức để lựa chọn một cái sản phẩm, kể cả sản phẩm về sức khỏe, sản phẩm về làm đẹp và sản phẩm về gia dụng và mọi thứ. Ở đây có bao nhiêu các anh chị là mình bán hàng cu trên các anh chị,
những cái sản phẩm gia dụng điện tử thông thường các anh chị, nó có những cái yếu tố tiêu những cái tiêu chuẩn sử dụng về điện, về từ trường, đúng không ạ, về rất là nhiều các tiêu chí khác. Ví dụ chúng ta nấu một cái bếp mà gọi gì các anh chị, một cái nồi chiên các anh chị, đúng không ạ, chúng ta đưa thức ăn vào trong cái nồi chiên đó, mang ra ngoài là thức ăn đến chín, nhưng mà ở bên trong cái thức ăn đó thì nó có vấn đề gì không, đúng không ạ, thì nó phải đảm bảo an toàn chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, chúng ta bảo vệ sức khỏe, chúng ta nâng cao kiến thức để họ có kiến thức trong tiêu dùng, và đó chính là cái giá trị mà mô hình Shopee mang lại. Không chỉ là dịch vụ các anh chị, mà đó là còn ý nghĩa chúng ta nâng cấp, chúng ta lan tỏa những cái thông tin đúng, những cái phương pháp tiêu dùng thông minh cho cộng đồng của mình. Thì không biết là các anh chị có cảm thấy cái điều này là cũng điều các anh chị có một cái cảm giác là đây nó rất là giá trị không ạ? Nếu như mà có thì các anh chị cho mình 2 chấm được không anh chị? Nếu mà các anh chị có thể cảm nhận, các anh chị có thể là nhận được một cái làn gió mới, một cái điều mà nó là một cái thêm một cái động lực cho chúng ta, thêm một cái giá trị và thêm được nhiều cái điều ý nghĩa mà là chúng ta làm công việc này, thì các anh chị cho mình 2 chấm đi ạ. Và đó chính là một cái điều mà mình được nghe các anh chị. Thật ra là mình không ở dưới góc nhìn của một người đi kinh doanh, và cái người chị, người BDB đã nói với mình rằng là nếu như chị có một cái sản phẩm thực sự tốt, thực sự khác biệt ngoài thị trường, và thông thường thì khách hàng sẽ không biết cái sản phẩm nó tốt như thế nào, tại sao nó tốt, tại sao nó có cái giá bán đó, tại sao nó lại giá ở gấp rưỡi với thị trường. Thì đôi khi người tiêu dùng họ sẽ nhìn vào giá và người ta sẽ bỏ đi các anh chị. Đôi khi người ta nhìn vào giá và người ta sẽ bỏ đi bởi vì người ta không biết tại sao nó lại giá cao hơn, và thông thường người ta sẽ cảm thấy là người ta không đủ cái lý do để mà người ta mua các anh chị. Nhưng mà mô hình của Shopee, mô hình của chúng ta với những đối tác bán hàng tư vấn, chúng ta trao cho khách hàng kiến thức và chúng ta giúp cho họ hiểu được những cái giá trị và những cái sự lựa chọn tiêu dùng thật là đúng đắn, thì thật sự đó là một cái niềm tự hào, đúng không anh chị? Mình nghĩ là nó rất là nhiều giá trị, nó không chỉ là việc mà chúng ta kiếm được những cái đơn hàng đâu, đúng không ạ, mà nó còn là giá trị về sức khỏe, về kiến thức, và việc mà chúng ta đóng góp vào sự phát triển chung cho cả cộng đồng của chúng ta nữa anh chị. Đó là cả một cái câu chuyện mà ngày hôm nay mình sẽ kể cho các anh chị, đó là ở góc nhìn của những anh chị mà phát triển sản phẩm, những cái nhà mà họ tìm kiếm những cái sản phẩm tốt, được không ạ? Rồi bây giờ tiếp tục các anh chị, chúng ta sẽ nhìn thấy cái tương lai của việc mua sắm, đúng không ạ? Một cái ứng dụng mua sắm online của tương lai tại Shopee, mà chúng ta sẽ nói về cái giá trị của khách hàng nhận được, được không anh chị? Trong một cái cuộc họp với công ty tuần rồi các anh chị, vào thứ bảy tuần rồi, 9 giờ sáng thứ bảy vừa rồi, là các anh chị mentor một xã có một cái cuộc họp với công ty hàng tháng các anh chị. Cứ mỗi tháng chúng ta sẽ có một cái cuộc gặp với công ty để mà công ty sẽ gọi là gì, có thể là trao đổi những cái kế hoạch, những cái chiến lược kinh doanh, những cái sự thay đổi về mọi mặt của công ty, đúng không ạ? Và là các từ 9 đến 12 giờ các anh chị, 12 rưỡi là 3 tiếng rưỡi đồng hồ, và đã có rất nhiều những cái nội dung trao đổi trong cái tuần vừa rồi các anh chị, mỗi tháng một lần. Và có một cái nội dung mà mình nghĩ nó sẽ tạo nên một cái bước ngoặt, và nó là một cái thông tin mà nó sẽ tạo nên những cái sự, nó gọi là gì các anh chị? Nó sẽ khiến cho cái kinh doanh của các anh chị có thể sang trang mới một cách ngoại mục luôn các anh chị. Nó không chỉ dừng lại là chúng ta có thêm một cái chương trình, có thêm một cái hoạt động, có thêm một cái, ví dụ chúng ta có thêm một cái event, chúng ta có một khách mời đặc biệt, hoặc là chúng ta có thêm những cái chương trình rất đặc biệt của một tháng. Bây giờ các anh chị hãy hết sức là bình tĩnh nha. Mình không biết là các anh chị đã được nghe lãnh đạo của mình chia sẻ chưa. Mình nghĩ là rồi. Tại vì nó cực kỳ quan trọng và nó cực kỳ, phải nói là mình thấy rằng là cái tương lai của mình nó sẽ, cái kinh doanh của mình nó sẽ tăng tốc lên rất là nhiều lần, rất nhiều lần các anh chị. Không biết là các anh chị đã được nghe chưa. Đó chính là một cái chính sách mà công ty đang nỗ lực để sớm nhất có thể xảy ra mắt. Và chắc chắn sẽ ra mắt các anh chị. Chắc chắn sẽ ra mắt và chắc chắn chúng ta sẽ làm. Bây giờ chúng ta cần đợi vấn đề thời gian thôi các anh chị. Chúng ta đã thống nhất, ban lãnh đạo công ty đã thống nhất với các anh chị mentor, thống nhất các phương án triển khai, thống nhất mọi thứ để mà chắc chắn là chúng ta sẽ triển khai. Đó chính là chính sách cam kết hoàn tiền các anh chị trong vòng 90 ngày sử dụng. Trong vòng 90 ngày sử dụng các anh chị, nếu như mà khách hàng của mình cảm thấy không hài lòng, cảm thấy không hài lòng các anh chị, cảm thấy không thích, thì sẽ được hoàn tiền 100%. Các anh chị có biết rằng là giống như là nếu như mà các anh chị mua một cái tuyết chống nắng đi ha, mà các anh chị được dùng 3 tháng là nó hết nửa tiết rồi các anh chị, được không ạ? Nó đã hết nửa tiết rồi, nhưng mà kể cả khi các anh chị đã dùng hết nửa tiết chống nắng, đã sau 3 tháng
và các anh chị cảm thấy rằng không thích, không hài lòng với cái số tiền anh chị bỏ ra, thì sẽ được hoàn tiền 100% các anh chị. Và cái việc mà hoàn tiền này sẽ là do BDB triển khai. BDB sẽ chịu cái chi phí về sản phẩm hoàn tiền cho khách hàng các anh chị. Giống như mình bán và nếu như mà cam kết không hài lòng là hoàn tiền 100% các anh chị. Tại lý chúng ta sẽ chịu chi phí về phí ship. Đúng không ạ? Nếu như mà trong trường hợp khách hàng hoàn lại thì đại lý sẽ chịu trách nhiệm về phí ship. BDB sẽ chịu trách nhiệm về cái sản phẩm hoàn, cho hoàn tiền sản phẩm cho khách hàng. Và Dropy sẽ chịu trách nhiệm cho cả những cái trường hợp mà BDB không chịu trách nhiệm. Thì trong mọi tình huống, Dropy sẽ cam kết là thực thi cái chính sách này cho khách hàng của mình các anh chị. Cả các sản phẩm trên kệ nha mọi người. Hỏi trước đây là chúng ta đang triển khai một vài BDB và có khoảng tầm là 20 BDB. Là 20 BDB mà đã đồng ý và triển khai cái chính sách hoàn tiền. Nhưng mà các anh chị trong thời gian ngắn nhất sắp tới, không phải là 20 BDB các anh chị, mà các anh chị có thể nói với khách hàng rằng thì sản phẩm nào của Dropy, thì sản phẩm nào của Dropy các anh chị. Mọi người có cảm thấy là, khi mà mình nói với khách hàng, bây giờ các anh chị đã có cái app Dropy, một chút xíu nữa mình sẽ nói về cái app Dropy môn cho vấn đề kinh doanh. Bây giờ mình đang nói ở khía cạnh là dành cho khách hàng các anh chị. Nếu như mà có phải là nếu như ở đây mà các anh chị là mình cảm thấy là mình nói với khách hàng về cái sản phẩm này, sao khách hàng kêu ôi sao cái này nó lạ quá, người ta chưa thấy bao giờ các anh chị, người ta không thấy được quảng cáo, người ta không biết cái nguồn gốc nó như thế nào, không biết nó ra sao các anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người ơi, là chúng ta có thể khẳng định với khách hàng là gì, chị cứ dùng đi, đúng không ạ? Chị cứ dùng đi, bởi vì nếu như mà chị không thích, trong 3 tháng chúng ta sẽ hoàn tiền 100%, thì mọi người có thấy là chúng ta sẽ đỡ phải vất vả hơn nhiều không các anh chị? Khách hàng người ta sẽ không biết ok này có mắc không, đúng không ạ? Sao cái bình thường cái tiết chống nắng bình thường người ta mua có 200 ngàn thôi, mà hôm nay cái tiết này tới 1 triệu luôn. Trời ơi, 1 triệu lần hả? Bình thường người ta mua chống nắng 200 ngàn thôi các anh chị. Đúng không ạ? Hoặc là bình thường họ mua 500 ngàn thôi đi ha. Bình thường họ mua 500 ngàn. Nhưng mà, ôi, cái chống nắng của mình tới 990 ngàn. Ôi, họ kêu là, sao mà mắc dữ vậy? Sao mà cái chống nắng gì mà mắc tới gấp 2 lần luôn? Có phải là mình bán giá mắc họ không? Thì các anh chị nói, hãy nói với họ một điều rằng, chị ơi, chị hãy trải nghiệm đi. Trong cuộc sống này chị hãy thử một lần đi. Chị dùng thử cái chống nắng 990 ngàn một lần đi. Để chị xem thử là trên cuộc đời này có những thứ mà nó còn tuyệt vời hơn mà chị không tưởng tượng được. Chị chưa từng trải nghiệm qua. Chị hãy thử một lần đi. Và nếu như chị thử thì có sao không? Không các anh chị. 3 tháng chị cứ dùng thử cái chống nắng 1 triệu rưỡi, 990 ngàn đi. Và nếu như mà chị không hài lòng với cái số tiền chị bỏ ra là chị được hoàn tiền 100%. Nó thay là cho tất cả những cái điều mà chúng ta cần nói các anh chị. Thay cho là cái nguồn gốc có rõ ràng không? Cái sản phẩm có chất lượng không? Chúng ta có đảm bảo cho khách hàng không? Mọi thứ là thay lời muốn nói hết các anh chị. Còn việc lại, còn việc còn lại của chúng ta là gì ạ? Chúng ta sẽ tập trung, chúng ta hướng dẫn khách hàng dùng đúng cách, dùng đúng để có hiệu quả đúng. Chấm hết. Các anh chị có thấy không? Một cái điều tuyệt vời. Và trên thị, tại Việt Nam chưa có bất kỳ một cái nền tảng nào chúng ta có điều đó hết cho các anh chị. Tại Việt Nam của chúng ta khẳng định một điều rằng Dropy là đầu tiên. Dropy là đầu tiên và hiện tại là duy nhất mà chúng ta có thể triển khai và chúng ta đi ở cái chính sách này để mà chúng ta cam kết và chúng ta khẳng định với thị trường, khẳng định với khách hàng của mình là gì? Dropy bán hàng xịn các anh chị. Dropy bán hàng không phải gì các anh chị. Và các anh chị thấy một cái điều dễ hiểu là nếu như mà BDB nào họ không tự tin về chất lượng, họ cũng sẽ không dám đưa hàng anh chị kể Dropy luôn các anh chị. Các anh chị có thấy không ạ? Như vậy thì các anh chị tưởng tượng nhé. Cái sản phẩm của Dropy không phải là chất lượng bình bình đâu các anh chị. Không phải là nếu như mà tôi bỏ 500 ngàn, tôi dùng một cái chất lượng 1. Nếu như tôi bỏ thêm 1 triệu trong tay là chất lượng 2, thì nó vẫn là bình thường các anh chị. Không chỉ là tương xứng với giá tiền, mà nó còn phải là wow các anh chị. Nó phải là khách hàng người ta có cảm thấy mà người ta không nỡ mà người ta phải hoàn tiền. Rất là nhiều các anh chị hỏi mình là khi mà mình chia sẻ cái chính sách này các anh chị. Rất là nhiều các anh chị mà đặt ra chính sách với mình mà họ đến bây giờ này, có rất nhiều khách hàng người ta sẽ cố tình người ta xài đi, rồi sau đó người ta kêu là người ta hoàn tiền cho mình. Sẽ có trường hợp đó không các anh chị? Có không ạ? Đúng không các anh chị? Có không? Rất dễ sẽ có, bởi vì chúng ta không có bất kỳ một cái điều kiện nào hết các anh chị. Rất là nhiều khách hàng người ta sẽ không thích là người ta trả thôi, người ta có quyền mà các anh chị, bởi vì chúng ta cho họ cái quyền đó. Nhưng mà các anh chị biết sao không ạ? Để mà chúng ta không để chuyện đó xảy ra thì khách hàng không chỉ là họ mình giả sử là nếu như họ bỏ ra 500 nghìn và họ nhận được cái sự hài lòng là 1, và nếu như họ bỏ ra 1 triệu người ta nhận lại cái sự hài lòng gấp đôi lên là gấp đôi số tiền thì gấp đôi hài lòng, thì đó vẫn là một việc bình thường các anh chị. Sản phẩm của chúng ta phải làm được một cái việc mà
kể cả khi họ bỏ ra 990.000 là gấp đôi số tiền, thì cái trải nghiệm của họ nó phải là gấp ba các anh chị, nó phải là wow, phải là ôi nó tuyệt vời vậy luôn đó hả, là nó phải vượt qua cái giá trị mà họ nhận ở cái số tiền mà họ bỏ ra hiện tại, thì họ mới cảm thấy cái việc lấy tiền lại là một cái việc nó áy náy, lấy tiền lại là một cái việc mà họ cảm thấy mình sao mình làm cái việc nó sai trái quá, hay là lấy tiền lại là một cái điều mà người ta cảm thấy là người ta cảm thấy người ta bị mất đi cái phước của họ đi, đúng không các anh chị, hay là người ta cảm thấy người ta làm người ta trở thành một cái người xấu xí đi, thì người ta không có nỡ để mà người ta trả tiền lại luôn các anh chị. Thì đó mới chính là sản phẩm của Trumpy. Có nghĩa là ở đây không phải chỉ là sản phẩm chất lượng mà phải là chất lượng một cách vượt bậc thì chúng ta mới có thể đưa ra chính sách này các anh chị. Nhưng mà để khi mà chúng ta đưa ra chính sách này và chúng ta dám làm chính sách này thì chúng ta chấp nhận luôn những cái trường hợp mà chúng ta chịu chơi luôn các anh chị. Nhưng mà chúng ta hướng đến một cái việc là gì ạ? Sản phẩm của Trumpy, các BDB khi mà dám chơi chính sách này cùng với mình đúng không? Dám đồng ý với cái chính sách này của chúng ta thì họ phải tự tin với một điều là gì ạ? Cái sản phẩm của họ phải vượt bậc, phải là vượt bậc các anh chị. Nó phải là một cái sự wow, nó phải là một cái sự bất ngờ, nó là một cái điều mà nó tạo nên những cái trải nghiệm mà đáng nhớ, thì người ta mới ra đưa ra chính sách này và mới có thể được ngân hàng cho mình. Như vậy thì nếu như chúng ta là một cái người mà chúng ta đồng hành với cái làn sóng này, chúng ta đồng hành với cái sứ mệnh mà chúng ta thực sự mang lại cái trải nghiệm cho khách hàng, thì các anh chị có tự hào không ạ? Các anh chị có thật sự là mình có nhiều cái động lực để mà chúng ta chiến đấu, và chúng ta có nhiều cái sức mạnh để mà chúng ta chiến đấu với thị trường không các anh chị? Mà các anh chị thấy cái sức mạnh này, cái vũ khí này nó quá lợi hại không anh chị? Các anh chị sẽ có thể khẳng định là mình có thể chiến thắng mọi đối thủ khi mà chúng ta có chính sách này các anh chị, đúng không ạ? Mọi người có cảm thấy là một cái sự tự hào một cách là vượt bậc không các anh chị? Và chúng ta sẽ cùng nhau làm được điều đó các anh chị. Chúng ta sẽ cùng nhau, mình nghĩ rằng nền tảng của Trumpy hiện tại, ví dụ như sáng nay đúng không, chúng ta sẽ có rất nhiều dùm. Nhưng mà không biết là các anh chị mình cảm thấy như thế nào rồi ạ? Các anh chị cảm thấy như thế nào rồi khi mà chúng ta đang có cái chính sách này trong tay để chúng ta kinh doanh? Tuyệt vời không các anh chị? Nếu mà tuyệt vời, các anh chị hãy dành cho Trumpy thật là nhiều trái tim, thật là dành cho các BDB thật nhiều trái tim các anh chị. Trong thời gian sắp tới, các anh chị thấy là những BDB nào còn trên kệ Trumpy, đó chính là những BDB mà họ khẳng định được giá trị của họ. Còn BDB nào rời khỏi kệ Trumpy thì chúng ta hiểu một điều là gì ạ? Người ta không thật sự tự tin vào chất lượng. Cho nên chúng ta sẽ cùng với Trumpy cùng phát triển và cùng gì các anh chị, cùng chung tay với những sản phẩm mà họ thật sự khẳng định giá trị với khách hàng các anh chị. Các anh chị đồng ý không ạ? Và các anh chị có các anh chị hãy dành thật nhiều tim, thật là nhiều hoa, gửi một cách vào vũ trụ tiếp sức đến cho các anh chị BDB, Trumpy, để cùng chúng ta tạo nên một cái nơi mua sắm, nó gọi là gì các anh chị, một cái ứng dụng mua sắm online của tương lai. Và mình tin là không có bất kỳ một khách hàng nào họ phải lo lắng khi họ tiêu dùng tại Trumpy. Và chúng ta sẽ bước vào một cái giai đoạn là chúng ta sẽ tạo nên một cái hệ sinh thái sản phẩm, bước vào Trumpy không phải lo lắng, bước vào Trumpy chắc chắn là xịn các anh chị, được không ạ? Tuyệt vời không các anh chị? Chúng ta sẽ cùng đồng hành với Trumpy và cùng đồng hành với BDB. Và trong thời gian sắp tới nhé, các anh chị mình cứ hiểu rằng gì ạ? Sản phẩm nào ở trên kệ Trumpy thì đó chính là một cái sản phẩm mà thay lời muốn nói. Còn sản phẩm nào rời kệ Trumpy có nghĩa là họ đang không thực sự tự tin với chất lượng của sản phẩm để mà có thể đồng hành cùng với chúng ta trong cái chính sách cam kết hoàn tiền cho khách hàng các anh chị. Rồi như vậy thì việc của chúng ta là gì ạ? Mình tin rằng cái chính sách này nó sẽ chỉ có thể tồn tại, nó sẽ chỉ tiếp tục phát triển khi mà ở đây có cái đôi bàn tay của chúng ta các anh chị. Chỉ khi chúng ta tiếp tục nỗ lực, chúng ta tiếp tục tìm thêm nhiều khách hàng, chúng ta tiếp tục mở rộng thị trường, và ở đây chúng ta tiếp tục gia tăng doanh số, kinh doanh chúng ta tiếp tục phát triển, thì chúng ta sẽ càng có nhiều BDB xịn hơn, nhiều cái sản phẩm xịn hơn xuất hiện trên nền tảng của chúng ta để chúng ta kinh doanh các anh chị. Còn các anh chị tưởng tượng vào ngày hôm nay chúng ta không phát triển gì hết á, cái sản phẩm người ta vào, cái người ta không có tăng trưởng, cái người ta không có vào đâu các anh chị, thế là chúng ta sẽ không có sản phẩm để bán đâu các anh chị. Đúng không ạ? Mọi người có thấy đó là cái trách nhiệm của mình không ạ? Mọi người thấy đáng là cái điều mà chúng ta sẽ cần nỗ lực cùng nhau để mà cái mục tiêu này, cái giá trị này nó được hình thành và nó được sống không các anh chị? Nếu như mà nó không có sự hành động của chúng ta, nếu như nó không có sự chung tay của chúng ta thì nó không thể tồn tại được các anh chị. Cho nên ở đây mình tin rằng là Trumpy sẽ lo về khâu hậu cần, Trumpy sẽ lo về khâu là chính sách, sẽ làm, sẽ có đội ngũ nhân sự để mà xử lý mọi tình huống cho các anh chị thật là tốt, thật là nhanh chóng, thật là triệt để. BDB sẽ cục đi, sẽ tìm kiếm BDB, tìm kiếm những sản phẩm mang về. Nhưng còn lại là chúng ta các anh chị, chúng ta là người mà đi tìm khách hàng, gặp gỡ khách hàng, trao chuyện với khách hàng và gia tăng doanh số liên tục. Đó là cách mà chúng ta sẽ là, đó là trách nhiệm của mình, đúng không anh chị? Các anh chị đồng ý không ạ? Các anh chị có thấy đó là cái điều mà chúng ta sẽ là phải là đôi bàn tay của chúng ta các anh chị. Thì ở đây thì cả nhà chúng ta cùng cố gắng nhé. Các anh chị có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì các anh chị comment là đồng ý đi các anh chị. Để mà chúng ta sẽ, chính chúng ta tạo nên cái giá trị của công việc của mình các anh chị. Được không ạ? Chính chúng
ta, chính đôi bàn tay của mình, chính nỗ lực của mình. Ngày hôm nay mỗi cái đơn hàng mà các anh chị chốt, mỗi ngày các anh chị chia sẻ thêm cho những khách hàng mới, đó chính là một cách các anh chị góp sức vào cho cái công cuộc này của chúng ta. Và không thể nào một anh chị có thể làm được, các anh chị không thể một anh chị nào có thể làm được hết. Chúng ta có vài chục nghìn đối tác, chúng ta có hơn 100.000 đối tác. Mỗi anh chị một chút, mỗi anh chị cố gắng thêm một chút thì chúng ta mới có thể tạo nên một cái sự cách mạng được các anh chị. Còn nếu như chỉ một anh chị cố gắng thì vẫn không thể. Cho nên ngày hôm nay cái ước mơ của chúng ta, hoặc là cái nền tảng, cái giá trị trong cái công việc của chúng ta sẽ ra chính đôi bàn tay của mỗi anh chị chúng ta, chúng ta cùng nhau góp sức. Thì các anh chị đồng ý nha. Rồi, đây là My đang xong rồi. Các anh chị nói về cái góc độ là khách hàng chưa hết, các anh chị My phải nói cái app Dopamine nó sẽ còn là một cái vũ khí tối tân, một cái siêu ứng dụng các anh chị, một cái siêu ứng dụng mà nó sẽ chưa từng có trên cuộc đời này, không chỉ là ở Việt Nam mà trên toàn thế giới luôn các anh chị. Chưa có bất kỳ một cái nền tảng nào, kể cả những nền tảng lớn nhất hiện tại cũng sẽ không có cái điều này mà Dropy đang xây dựng, đang triển khai. Và ở đây các anh chị sẽ là một phần, mình nghĩ là chúng ta đang là một phần trong lịch sử các anh chị. À, tại sao là mình nói như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về app Dropymone. Ngoài cái việc chúng ta có cái chiến lược để mà chúng ta tạo giá trị cho cộng đồng thông qua những cái sản phẩm tư vấn, đúng không anh chị? Chúng ta lan tỏa những cái giá trị, những cái kiến thức, những cái thông tin chuẩn mực cho cái người tiêu dùng. Chúng ta tạo một cái địa chỉ tiêu dùng cực kỳ an tâm, đảm bảo 100% cho khách hàng với chính sách cam kết hoàn tiền. Thì bây giờ ở góc độ là khi mà chúng ta đi kinh doanh các anh chị, thì chúng ta sẽ có cái app này và nó hỗ trợ chúng ta nhiều như thế nào, nhiều như thế nào các anh chị, được không ạ? Nhưng mà bao nhiêu các anh chị là mình cảm thấy là mình đã thực sự là mình rất là mong muốn cái những cái chính sách và những cái giá trị của chúng mình nó lan tỏa thật là nhiều, thì các anh chị mình cho thêm thật là nhiều tin, thật là nhiều hoa các anh chị. Trước khi mà mình nói qua cái phần mà chúng ta sẽ kinh doanh các anh chị, với một cái cơ hội như vậy, với một cái trang sách mới mở ra như vậy, với những cái điều chưa từng tồn tại, chưa từng có, anh nói là ở Việt Nam chính sách hoàn tiền ở trên thế giới có rồi các anh chị, ở trên thế giới rất là nhiều những cái nền tảng lớn trên toàn cầu họ đã có chính sách cam kết hoàn tiền từ lâu rồi các anh chị, chỉ có ở Việt Nam chưa có thôi. Và ở Việt Nam trước đây mình sẽ là cái đơn vị đầu tiên đi tiên phong để chúng ta tạo nên một cái môi trường mua sắm thật sự lành mạnh, thật sự chất lượng, thật sự văn minh, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì với cái làn sóng đó, với cái cuộc cách mạng đó, thì chúng ta là một người đi kinh doanh, đúng không ạ? Thì chúng ta vừa tạo giá trị và chúng ta có một cái cơ hội kinh doanh như thế nào cùng với Dropy, thì mình sẽ chia sẻ để mà các anh chị có thể nhìn thấy nó. Và ngày hôm nay mình nghĩ là chúng ta đang đứng trước một cái lịch sử các anh chị, đứng trước một lịch sử, một cái cột mốc lịch sử. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái app Dropymone các anh chị. Đây mà anh chị mình sẽ hình dung nhé. Thì ở đây nếu như mà bây giờ mình cho mình hỏi một chút xíu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ còn khoảng 20 phút nữa để mà chúng ta nói về góc độ kinh doanh với app Dropymone. Nhưng mà cho mình hỏi một điều nhé. Ở đây bao nhiêu các anh chị là mình bây giờ các anh chị mới có, thứ nhất nhé, với anh chị nào mà các anh chị đang gặp khó khăn về bán hàng, các anh chị gặp khó khăn trong việc chốt một cái đơn hàng, thì các anh chị comment cho mình số 0 đi ạ. Có nghĩa là hiện tại chúng ta chưa có nhiều trải nghiệm trong việc bán hàng, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm bán hàng, chúng ta chưa có, và chúng ta cảm thấy cái việc chốt một cái đơn hàng, gặp một cái người để chia sẻ về sản phẩm, một cái việc rất khó khăn với mình các anh chị, và chúng ta chưa biết phải làm sao để có thể dắt một cái người ra quyết định mua hàng. Chúng ta đang rất là trầy trật, rất khó khăn, và đang thực sự là một cái thử thách với mình quá lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy chính sách, chúng ta nhìn thấy cơ hội, chúng ta nhìn thấy tiềm năng, nhưng mà cái việc bán hàng đối với chúng ta thật sự đang là một cái điều nan giải các anh chị. Cho các anh chị comment số 0 với mình ạ. Có nghĩa là cái số 0 nó thể hiện cho cái kỹ năng bán hàng của chúng ta đang ở vạch xuất phát, được không ạ? Được không các anh chị? Nếu đang ở vạch xuất phát thì các anh chị comment số 0 với mình ạ. Nếu như anh chị nào mà chúng ta đánh giá rằng là sau một thời gian nỗ lực, sau một thời gian mình thấy số 0 rất nhiều các anh chị, rất là nhiều luôn, rất là nhiều số 0, thì bây giờ mình nhích lên xíu nhé. Bây giờ các anh chị nào mà chúng ta đã có cái trải nghiệm kinh doanh, nhưng chúng ta cũng đã chốt được khá khá rồi, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy là nó không phải là một cái kết quả mà chúng ta hài lòng. Có thể chúng ta bán tháng được vài triệu các anh chị, có thể là không, cũng không phải là không chốt tệ lắm, nhưng mà chốt giỏi thì vẫn chưa chốt giỏi, đúng không? Vẫn ở một cái mức bình thôi, một cái mức ở trong, nó vẫn đang ở trong một cái trường nào đó mà cái kỹ năng vẫn đang còn giới hạn. Tuy là chúng ta đã có tiến bộ hơn trước, nhưng nó vẫn đang chật vật, thì các chị comment số 1. Đúng không ạ? Còn cái số 3 là số mà những anh chị best seller, những anh chị bán như hàng như hơi thở, gặp là chốt, gặp là bán, gặp là chốt, gặp là có thể làm và trong vòng nhích nháy có thể chốt được đơn. Không có bất kỳ khách hàng nào làm khó các anh chị được hết. Các anh chị rất tự tin vào khả năng bán hàng của các anh chị, để các anh chị comment số 2 giúp mình. Các anh chị nào ở đây là chúng ta có số 2, các anh chị comment lên được không ạ?
Các anh chị cứ thoải mái nhé, các anh chị đừng ngại nhé. Ở mình thì hay ngại các anh chị. Wow, ok, mình thấy một con số 2 rồi. À, con số 2, số 2. Mình thấy được 2 số 2 rồi các anh chị. Các anh chị cứ đơn giản là vì thật ra chúng ta sẽ có nhiều trải nghiệm trong bán hàng thôi. Bởi vì chúng ta bán hàng lâu rồi thôi. Bởi vì chúng ta đã có nhiều thời gian để dành cho việc bán hàng thôi. Chứ không có gì là lãi hết các anh chị. Anh chị là chúng ta cảm thấy cái việc bán hàng nó không còn là trở ngại của mình. Bán hàng không còn là người khách với mình. Bán hàng là một cái việc mà mình đã làm chủ được nó rồi. Chúng ta yêu thích việc bán hàng. Chúng ta không cảm thấy nó khó khăn nữa. Và chúng ta bán hàng với niềm vui. Để các anh chị comment số 2 giúp mình ạ. Rồi, ok. Bây giờ cho mình nhìn thấy cái comment của các anh chị một xíu. Rồi, rất nhiều có số 2 các anh chị. Nhưng mà mình thấy vẫn ít hơn số 0 rất nhiều. Tỷ lệ số 2 thì mình nghĩ chắc là ít hơn số 0. Các anh chị có cảm thấy là số 0 thật sự rất là đông không ạ? Số 0 thật sự rất nhiều không ạ? Số 1 thì nhiều hơn, cũng có nhiều. Nhưng mà cái nó giảm dần đúng không ạ? Số 1 giảm dần, số 2 giảm dần. Rồi, cũng thay số. Rất là tuyệt vời. Chúc mừng anh chị số 2. Bây giờ cái app Dropping Mall. Bây giờ app Dropping Mall sẽ giúp chúng ta làm gì các anh chị? Đây các anh chị. Mọi người sẽ hình dung cái... Có nghĩa là ở góc độ khách hàng ấy, thì chúng ta sẽ có một cái nơi để chúng ta order đúng không? Nhưng mà với là người đi kinh doanh thì chúng ta sẽ như thế nào ạ? Bây giờ mình sẽ xin phép là mình share cái màn hình nha các anh chị. Thì mình sẽ... rồi. Đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhanh một chút về cái người đi kinh doanh sẽ có những cái lợi thế và có những cái điều mà tuyệt vời như thế nào nhờ app Dropping Mall các anh chị. Rồi. Ok, ở đây thì các anh chị sẽ cùng tìm hiểu về cái app Dropping Mall các anh chị. App Dropping Mall, ví dụ như bây giờ ở đây là app Dropping Mall các anh chị. Đúng không ạ? Đây là cái ứng dụng của mình các anh chị. Rồi, ok, Dropping Mall các anh chị. Phải tông xuyệt tông. Dropping Mall. Màu của chúng ta là màu cam các anh chị. Các anh chị, đây là cái app đúng không ạ? Đây là cái nơi mà một cái trung tâm các anh chị. Nó như là một cái nơi mà khách hàng người ta sẽ đến, người ta sẽ gặp, người ta sẽ vô cái app này. Tất cả mọi người đều vô cái app này, đúng không anh chị? Như vậy cái app này nó có chức năng thứ nhất là gì các anh chị? Là khách hàng tự xem được sản phẩm. Order luôn các anh chị. Nó giống như bài này các anh chị. Giống như thay vì á là mình phải là cái người nói cho khách hàng biết là mình có cái gì, đúng không? Thay vì mình phải nói với khách hàng là chị ơi em có cái này, em có cái này, em có cái này, mình phải tự nói cho khách hàng từng cái sản phẩm trong cái siêu thị của mình. Thì hôm nay có cái app rồi thì mình sẽ hướng dẫn khách hàng vào app để xem. Khách hàng có thể tự xem cả những cái sản phẩm mà chúng ta có. Ví dụ ngày đập trời khách hàng người ta thấy là người ta cần một cái sản phẩm chăm sóc da, người ta sẽ vào trước vi, người ta sẽ tìm cái sản phẩm chăm sóc da có những cái gì. Bởi vì chúng ta có chính sách hoàn tiền các anh chị, nên là khách hàng người ta không phải lo lắng gì cả. Họ thấy một cái mặt nạ thải độc, họ thấy một cái mặt nạ mắt, họ thấy một cái mặt nạ, một cái bộ peel da, họ thấy một cái bộ dưỡng ẩm. Thì cái việc của họ là họ cần là họ mua thôi, họ không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Và sau khi họ mua thì app sẽ báo cho các anh chị biết rằng là khách hàng người ta vừa mua cái món này nè, các anh chị hãy chăm sóc khách hàng nhé, khách hàng các anh chị hãy hướng dẫn khách hàng thật kỹ nha, để khách hàng có thể là sử dụng thật là đúng. Như vậy thì khách hàng người ta sẽ tự xem tất cả mọi thứ các anh chị. Một ngày đẹp trời khách hàng muốn mua một cái, khách hàng muốn mua một cái bộ máy massage các anh chị. Một ngày đẹp trời khách hàng muốn một cái nồi áp suất, hay là khách hàng muốn mua một cái bếp từ, khách hàng muốn mua một cái bộ bàn ghế, khách hàng muốn mua một bộ quần áo, khách hàng muốn mua cái gì thì khách hàng sẽ nghĩ ngay đến Shopee. Họ sẽ lên cái app Shopee này, họ tìm và họ tự mua luôn các anh chị. Các anh chị thấy nó tiện không ạ? Tiện không các anh chị? Đó chính là app Dropping Mall sẽ giúp cho khách hàng của chúng ta, khách hàng đã mua hàng rồi có thể mua nhiều hơn, mua liên tục và mua cả những thứ còn lại mà Dropping có các anh chị. Thì các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Và chúng ta có 3.000 sản phẩm anh chị, hiện tại là 3.000 sản phẩm. Và chúng ta sau một cái đợt mà chúng ta thanh lọc sản phẩm các anh chị, sắp tới các anh chị cứ chuẩn bị tinh thần cho việc thanh lọc sản phẩm nha. Một cái sản phẩm rời kệ chúng ta rất vui mừng các anh chị, được không ạ? Một sản phẩm rời kệ chúng ta sẽ cảm thấy đó là một cái sự an tâm. Bởi vì cứ một sản phẩm rời kệ đó chính là một cái sản phẩm không chắc chắn về chất lượng rời khỏi kệ, và chúng ta sẽ luôn đảm bảo là khách hàng có những cái sản phẩm chất lượng để sử dụng, đúng không các anh chị? Cho nên đối với chúng ta, đối với cộng đồng của chúng ta, một sản phẩm rời kệ, rời cái khỏi kệ trước đi, đó là một cái điều mà chúng ta yên tâm hơn các anh chị, được không ạ? Các anh chị nhất trí không ạ? Rồi, các anh chị nhất trí với cái tiêu chí đó nhé. Một sản phẩm rời kệ chúng ta là một sự yên tâm mà chúng ta được củng cố, là đúng không ạ? Rồi, cái đầu tiên mà app Dropping Mall sẽ giúp chúng ta đó chính là khách hàng sẽ tự xem, tự order được, và khách hàng có thể xem tất cả các sản phẩm
và khách hàng chủ động mua hàng trên cái app này của chúng ta với những khách hàng mà đã biết Shopee, đã biết Shopee uy tín, đã dùng sản phẩm Shopee và hài lòng rồi thì họ sẽ tự tiêu dùng. Và các anh chị nhớ một điều là gì ạ? Khi một khách hàng nào họ mua bao nhiêu sản phẩm đi nữa thì sẽ tính hoa hồng cho các anh chị hết. Đúng không ạ? Đây có phải là cái điều mà thật sự là mình phải nói là gì ạ? Ngày hôm nay chúng ta có một cái con phố các anh chị. Mình lấy ví dụ giống như là app Shopee là chúng ta làm một cái siêu thị đúng không ạ? Một cái trung tâm thương mại đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta không phải là chúng ta là một cửa hàng trong trung tâm thương mại các anh chị. Không phải là chúng ta là một cửa hàng quần áo trên trung tâm thương mại đó. Không phải chúng ta là một cái quán ăn trên trung tâm thương mại đó. Mà các anh chị là chủ của cả cái trung tâm thương mại đó. Bởi vì khách hàng một khi người ta bước chân vào cái trung tâm thương mại đó, họ mua cái gì trong cái trung tâm đó. Họ mua quần áo, họ mua đồ ăn, họ mua mỹ phẩm, họ mua dầu gội, họ mua kỳ một cái gì, họ mua trang sức, họ làm đẹp, cả mọi thứ. Thì khi có họ vào cái siêu thị, ở cái trung tâm đó, cái trung tâm thương mại đó, họ mua cái gì cũng tính hoa hồng cho các anh chị hết. Và các anh chị sở hữu cả hàng nghìn cái sản phẩm, chứ không phải là các anh chị là một cửa hàng, các anh chị. Không phải là các anh chị là một cửa hàng và các anh chị bán một sản phẩm trên một cái nền tảng, mà các anh chị đang bán 3.000 sản phẩm. Các anh chị là chủ của một cái trung tâm thương mại với vài nghìn sản phẩm các anh chị. Và khi khách hàng chỉ cần các anh chị dẫn khách hàng bước chân vô thôi, chỉ cần các anh chị cài cho khách hàng cái app Shopee Mall thôi, thì một thế giới mở ra. Và các anh chị sẽ sở hữu cái hành vi tiêu dùng của khách hàng đó suốt cuộc đời. Khách hàng cứ mua cái gì đều tính hoa hồng cho các anh chị, mua thì cái gì của Shopee đều tính cho hoa hồng cho các anh chị hết. Wow, các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời không anh chị? Ok không ạ? Các anh chị thấy hưng phấn không ạ? À, một khách hàng mà các anh chị cài app Shopee Mall giống như là các anh chị đang dẫn họ vào một cái trung tâm thương mại của các anh chị, và cái khách hàng đó sẽ gắn với các anh chị suốt cuộc đời này luôn, trừ khi mà các anh chị chăm sóc không tốt, cái là khách hàng người ta muốn đổi người tư vấn thôi, cho nên chúng ta phải lưu ý cho vấn đề chăm sóc nha. Rồi ok, các anh chị thấy tuyệt vời không? Ngày hôm nay các anh chị là chủ của cả một cái trung tâm thương mại các anh chị, chứ không phải chúng ta là một cái người bán một sản phẩm nào đó các anh chị nha. Không phải là ngày hôm nay chúng ta bán một cái sản phẩm, mỗi lần mình đi ra đường các anh chị là mình cảm thấy rất hưng phấn. Cứ mỗi lần mình bước chân ra khỏi nhà các anh chị, mình chỉ cần ở Hồ Chí Minh á, mình gặp kỳ, mình đi kỳ đâu các anh chị, mình chỉ cần ngồi trên taxi, mình nhìn ra bên cạnh đường và mình thấy một cửa hàng bán rèm cửa, một cửa hàng bán đồ gia dụng, một cửa hàng bán kềm, một cửa hàng bán đồ ăn, một cửa hàng bán đồ quần áo, thì mình thấy là gì các anh chị? Mình đi hết một cái con đường và mình đang tưởng tượng là gì? Mình đang là chủ của cả cái con đường đó các anh chị. Bởi vì mình đếm bao nhiêu số nhà thì mới đủ mấy nghìn cái cửa hàng các anh chị. Các anh chị tưởng tượng đi ạ. Mình phải đến bao nhiêu cái, mình phải đi bao nhiêu km để mà đi hết con đường đó là chúng ta đếm đủ 3.000 sản phẩm, là 3.000 cái cửa hàng. Thay vì chúng ta phải thuê mặt bằng, chúng ta phải thuê nhân viên, chúng ta phải lo về hàng hóa, chúng ta lo về giấy tờ, thuế, mọi thứ. Thì ngày hôm nay chỉ còn một cái user với Shopee, chúng ta đi hết một cái con đường, không biết là bao lâu để mà chúng ta có luôn cho mình là gì ạ? 2.000 cái sản phẩm, 3.000 cái mặt hàng, 3.000 cái cửa hàng đang có trên app Shopee Mall. Mà ngay lập tức là các anh chị vô là xài luôn các anh chị, không cần phải chuẩn bị, không cần set up, không phải dây nào để chúng ta bỏ công sức để chúng ta làm như vậy đó, mà Shopee làm sẵn cho mình rồi. Đây chính là một cái thiên đường kinh doanh các anh chị. Mọi người có thấy điều đó không ạ? Nếu như có thì các anh chị chấm cho mình 3 chấm, thật là nhiều chấm nếu như các anh chị cảm thấy hào hứng. Cho nên là mỗi lần mình đi ra đường là mình thấy rất hạnh phúc các anh chị. Mỗi lần đi ra đường mình nhìn thấy một cái cửa hàng, một cái nhà sách mình thấy rất vắng các anh chị. Mình nhìn thấy một cái quán ăn, nhìn thấy một cái tiệm cắt tóc, nhìn thấy bất kỳ một cái cửa hàng nào trên đường thì mình đều cảm thấy hạnh phúc các anh chị, đều cảm thấy rất hạnh phúc các anh chị. Bởi vì ngày hôm nay mình biết Shopee và mình đang kinh doanh cùng với Shopee các anh chị, và đó chính là cái tương lai của chúng ta, tương lai chúng ta mua sắm. Và mình nghĩ ra một ngày rằng là nếu như một ngày, không biết là ngày nào, nhưng mà trong tương lai không còn một cái cửa hàng nào trên mặt đất luôn các anh chị, với mình ta hoạn lái rồi, sẽ có những thứ cần phải gặp nhau. Chứ ví dụ chúng ta gặp bạn bè, chúng ta gặp nhau, chúng ta không gặp online hoài nó cũng buồn đúng không ạ? Nhưng có những thứ mà chúng ta không cần phải đi đến cửa hàng để mua nữa các anh chị. Và mình đang thử nghĩ rằng là nếu như một ngày mọi người không cần phải đến cửa hàng để mua thì những cái cửa hàng mặt đường ở thành phố sẽ như thế nào đây? Sẽ trở thành những cái gì các anh chị? Sẽ trở thành cây xanh đi chẳng hạn, thì thật là tuyệt vời. Và người ta mua hàng online hết các anh chị. Như vậy thì tuyệt vời không ạ? Chúng ta sẽ là người đón đầu các anh chị. Và các anh chị nhớ rằng chúng ta có chính sách cam kết hoàn tiền. Và chúng ta sẽ nói với mọi người rằng đây, ở đây một cái địa chỉ tiêu dùng cực kỳ an tâm, mọi người không phải lo cái gì hết. Rồi, ok không ạ? Ok nha các anh chị. Các anh chị thấy hào hứng không ạ? các anh chị cứ mỗi lần ra đường là các anh chị nhớ là vui nhé. Chứ mỗi lần mình ra đường mình vui lắm các anh chị. Ngày hôm nay mình đã trao cái niềm vui đã lại cho khoảng tầm ở đây mình không biết là có bao nhiêu các anh chị. Thì mình sẽ thêm các anh chị xíu nhé. Có bao nhiêu các anh chị ạ? Các anh chị có cảm thấy vui một cái niềm vui giống mình không các anh chị? Có không ạ? Các anh chị đã có vui một cái niềm vui giống mình không các anh chị? Không phải chúng ta bán một sản phẩm đâu ạ. Đúng không ạ? Không phải chúng ta bán một sản phẩm, có các anh chị chấm thật nhiều chấm đi ạ. Ngày hôm nay khi mình ra đường là mình luôn cảm thấy là wow, mình đang là bá chủ luôn á các anh chị.
hàng nào là mình nói là wow, mình đang có một cái kênh doanh thật sự phải nói là rất là thông minh, cực kỳ là tương lai và nó là xu thế. Mình nhìn thấy những cái người chủ cửa hàng đó và mình ước gì họ biết đến Shopee và họ sẽ không phải vất vả quá nhiều như vậy để kinh doanh một cách là đúng anh chị, rất là nặng nề, rất áp lực các anh chị, đúng không ạ? Rồi, ok, chưa hết các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ nói về chưa hết các anh chị còn có điều quan trọng hơn nữa và quan trọng nhất trong sáng ngày hôm nay mà các anh chị sẽ cần nghe luôn đấy, quan trọng nhất luôn các anh chị. Chúng ta sẽ là gì ạ? Đó chính là app này sẽ giúp cho chúng ta bán hàng các anh chị. Nó không chỉ là một cái app mà giúp các anh chị có thể là order hàng. Nó không chỉ dừng lại là order hàng các anh chị. Không chỉ là order các anh chị. Nó không chỉ là nơi để hàng có thể order mà nó có khả năng là gì các anh chị? Bán hàng cho các anh chị. Bán hàng. Nghĩa là các anh chị chỉ cần cài app cho khách hàng cái app Dropimon này. Mà khi khách hàng có cái app Dropimon này, chúng ta sẽ có những cái sự kiện các anh chị. Chúng ta sẽ có những cái live stream, chúng ta sẽ có những tọa đàm, chúng ta sẽ có những cái event, chúng ta sẽ có những cái chương trình ưu đãi. Chị nghĩ sao nếu một ngày có những cái nhãn hàng ở quốc tế họ về và cộng đồng của chúng ta quá lớn, chúng ta có 1 triệu khách hàng, họ sẵn sàng cho chúng ta vài nghìn mẫu thử, vài nghìn cái sản phẩm free để xài các anh chị, và khách hàng chúng ta nhận được điều đó các anh chị, đúng không? Những cái sản phẩm mới tung ra thị trường, họ sẵn sàng dành cái trải nghiệm cho khách hàng, họ sẵn sàng đầu tư vài tỷ để cho khách hàng sử dụng thử một lần và sau đó họ mua lần thứ hai, họ mua các anh chị. Thì các anh chị tưởng tượng đây, cái app Dropimon này sẽ là nơi mà khi mà chúng ta có thật là nhiều khách hàng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các hoạt động ở trên này. Và các anh chị nhớ là mình vào mình xem nha các anh chị. Đây cả nhà chúng ta nhớ vào xem nha các anh chị. Để làm gì các anh chị biết không ạ? Chúng ta review nha. Ví dụ như các anh chị vào đây cộng đồng của chúng ta có live stream, chúng ta vào xem và ở vai trò là một cái người xem như là khách hàng đi, thì các anh chị cảm thấy như nào, các anh chị muốn cái gì, thì các anh chị mình hãy feedback lại với lãnh đạo của mình, feedback lại với đội nhóm của mình, để mà trong những cái cuộc họp với công ty á, thì các anh chị mentor cũng có thể trao đổi lại với công ty để mà nâng cấp lên, để mà cái tính năng bán hàng này các anh chị nó thật sự xịn. Và trong những cái chương trình bán hàng này, các anh chị biết cái điều tuyệt vời là gì không ạ? Ở đây thì nó có 2 thứ làm thay cho các anh chị. Thứ nhất là chuyên gia. Giống như cái ý đầu tiên mà sáng ngày hôm nay bắt đầu cái buổi chia sẻ này, cái chia sẻ với các anh chị một cái câu chuyện của BDB chia sẻ đúng không ạ? Ở Shopee chúng ta sẽ có thể thay đổi và nâng cao cái kiến thức của cái người tiêu dùng, trao những cái giá trị về mặt là giá trị và sự lựa chọn, giá trị và thông tin, giá trị và kiến thức để giúp cho người tiêu dùng. Thì ở trong các chương trình bán hàng của Shopee, trên các chương trình bán hàng của Shopeemon, chúng ta sẽ được gặp gỡ những bác sĩ, những tiến sĩ, là những giáo sư, là những dược sĩ, là những người chuyên gia trong những cái ngành nghề, trong những cái lĩnh vực. Mà ở đó họ sẽ chia sẻ những góc độ chuyên môn một cách hết sức chuẩn chỉnh, một cách có giá trị cho người khách hàng của mình. Thì các chị tưởng tượng đi, tất cả khách hàng Dropimon chúng ta đều được nhận cái thông tin từ những chuyên gia, mà nó không hề giới hạn số lượng các anh chị. Kể cả là 100 khách hàng, 500 khách hàng, 1.000 khách hàng, hay 1 triệu khách hàng, hay 100 triệu khách hàng, thì chúng ta tổ chức những cái chương trình này, chúng ta sẽ có những chuyên gia chia sẻ thông tin cho mọi người, đúng không ạ? Ở đây các anh chị sẽ có những chuyên gia sẽ giúp các anh chị, giúp khách hàng của các anh chị có những kiến thức cực kỳ tuyệt vời và hoàn toàn free, đúng không các anh chị? Khách hàng người ta vào xem thoải mái mà, đâu có tốn tiền gì đâu. Bình thường chúng ta đi tham gia một cái chương trình chúng ta phải mua vé các anh chị, đúng không? Với Shopee thì trước mắt là chúng ta chưa biết là sau này là chính sách những cái chương trình sao các anh chị, nhưng mà trước mắt là chúng ta được xem free, đúng không anh chị? Ngoài ra chúng ta sẽ có những gì các anh chị? Chúng ta sẽ có những anh chị best seller. Lúc nãy như hỏi các anh chị là các anh chị nào mà chúng ta đang ở số 0 không ạ? Các anh chị nào ở số 1 không ạ? Có nghĩa là mất bao lâu được chúng ta trở thành anh chị số 2? Các anh chị số 2 comment cho mình được không ạ? Các anh chị comment số 2 lúc nãy, thực ra là các anh chị đã trải nghiệm qua công việc bán hàng bao lâu? Các anh chị mất bao nhiêu năm? Các anh chị trải qua bao nhiêu sản phẩm? Và các anh chị phải gặp bao nhiêu khách hàng để mà chúng ta có thể rèn luyện, chúng ta có thể là tôi gọt nhũa và chúng ta mới có thể hoàn thiện cái kỹ năng bán hàng của mình được như vậy? Bao lâu các anh chị? 1 năm hay 2 năm? Hay 5 năm hay 10 năm? Bao lâu các anh chị comment xuống được không ạ? Nhưng mà thì ngày hôm nay kỳ những anh chị nào mà chúng ta đang ở số gì các anh chị? Chúng ta đang ở số 0 là ở vạch xuất phát. Chúng ta đang ở số 1 là chúng ta đang có tiến bộ hơn nhưng vẫn chưa thành công. Thì các anh chị ngay lập toàn bộ các anh chị sẽ là số 2. Bởi vì các anh chị sẽ có những anh chị số 2 trong các chương trình của Dropimon. Và khách hàng của các anh chị không phải gặp mình mà là gặp những anh chị best seller và gặp những chuyên gia để giúp cho khách hàng ra quyết định mua hàng các anh chị. Đúng không ạ? Để giúp khách hàng ra quyết định mua hàng. Đây các anh chị mình sẽ bán hàng. Và chúng ta sẽ có những anh chị best seller, những anh chị mà họ rất nhiều kinh nghiệm, họ rất dày dạn trong kinh nghiệm, họ cực kỳ hiểu khách hàng muốn biết điều gì, họ cực kỳ hiểu rằng là khách hàng đang lo lắng điều gì, khách hàng đang muốn thông tin gì, cần thông tin gì và khách hàng muốn cần làm gì để khách hàng ra quyết định mua hàng.
thì ở trên các chương trình bán hàng này, những anh chị best seller sẽ cho các anh chị hỗ trợ khách hàng ra quyết định mua hàng, cộng với những cái kiến thức chuẩn chỉnh từ chuyên gia, cộng với chính cam kết hoàn tiền các anh chị, thì mới nói rằng là gì ạ? Công việc của chúng ta bây giờ chỉ còn làm thứ thôi các anh chị, đó là cài app, hoặc app các anh chị. Công việc duy nhất mà chúng ta bây giờ, nếu như mà chúng ta đang ở số 0, số 1 này các anh chị, không sao hết. Chúng ta chỉ cần cài app thôi các anh chị. Chúng ta chỉ cần đi cài app cho mọi người và khách hàng đó được gắn với các anh chị mãi mãi. Thì chứ khách hàng cứ app trên môn, cái chương trình bán hàng, cái chuyên gia, cái bestseller đó, khách hàng vô mua các anh chị nhận hoa hồng. Đúng không? Các anh chị cứ đi cài app cho khách hàng, và khi mà có sự kiện, có event, các chị nhắc khách hàng một cái, chương trình nào, sự kiện nào phù hợp với khách hàng nào, các chị nhắc nhẹ họ một cái, họ chỉ cần vào app Trimon, Trimon họ học, họ có kiến thức, họ được gặp gỡ, họ được mở mang kiến thức, họ được tìm hiểu thêm thông tin, họ được những người bestseller hỗ trợ thông tin và ra quyết định mua hàng. Kể cả chúng ta được gặp những người nổi tiếng các anh chị, không chỉ là những người bestseller đâu các anh chị, mà là những người nổi tiếng, những thần tượng, những người cực kỳ có uy tín và sức ảnh hưởng. Ví dụ như là tháng 1 của đời chúng ta có mời Trấn Thành đúng không ạ? Anh Trấn Thành là có về, trước đây chúng ta đã giao lưu. Đúng, hoặc là chúng ta sẽ mời những cái người mà nổi tiếng, cực kỳ uy tín, và cái người đó chúng ta tin tưởng vào giá trị của họ. Thì các anh chị biết không, cái việc khách hàng ra quyết định mua hàng nó cực kỳ dễ dàng. Cho nên chúng ta sẽ có những công cụ, và app Dropimon này sẽ là cái máy bán hàng cho các anh chị, sẽ là cái app bán hàng cho các anh chị, là nhân viên bán hàng các anh chị. Và nhân viên bán hàng này không phải là một người các anh chị, mà ngay một thời điểm các anh chị có thể có hàng nghìn khách hàng, hàng trăm khách hàng, hàng chục khách hàng. Mình đang nói những con số nó nhiều hơn nữa thì các anh chị hoàn toàn, bởi vì một cái chương trình chúng ta không giới hạn người xem các anh chị. Một buổi tối như vậy không phải là các anh chị có một nhân viên, và một nhân viên nó chỉ tư vấn được cho một khách hàng. Mà cái app này các anh chị biết không ạ? Nếu như ngày hôm đấy các anh chị và hệ thống của các anh chị có vài chục khách hàng, có vài trăm khách hàng, có vài nghìn khách hàng, thì cái app Robby này sẽ tương ứng với 1.000 nhân viên hỗ trợ cho 1.000 khách hàng của các anh chị. Là các anh chị thấy khủng khiếp không ạ? Khủng khiếp không các anh chị? Cái doanh nghiệp của các anh chị bây giờ nó có sự hỗ trợ từ app Robbymon, sẽ làm hàng nghìn nhân viên. Cái doanh nghiệp của các anh chị không phải là một nhân viên. Các anh chị biết rằng cái app này nó không phải là một người làm thay cho các anh chị, mà cái app này nó có khả năng làm thay cho 1.000 người, thậm chí là 1.000.000 người. Và nó cực kỳ lớn. Cái quy mô kinh doanh mà các anh chị có thể đạt được từ cái ứng dụng này, nó phải là vô cùng lớn, và nó không hề có giới hạn. Chỉ có là các anh chị xài nó tới đâu thôi. Các anh chị muốn xài tới đâu là nó hỗ trợ các anh chị tới đó. Nó không hề giới hạn về thời gian, con người, về nhân lực, về nguồn lực. Các anh chị đi tới đâu nó hỗ trợ tới đó. Các anh chị phát triển hệ thống vài triệu khách hàng, nó hỗ trợ vài triệu khách hàng cho các anh chị. Chốt sơn đơn vài các triệu khách hàng cho các anh chị. Các anh chị có cảm thấy một cái sự khủng khiếp không các anh chị? Được không ạ? Chúng ta có chuyên gia cho kiến thức. Chúng ta có những người best seller, có những người nổi tiếng, có những người uy tín. Chúng ta cộng với chính sách cam kết hoàn tiền 90 ngày không hạ lòng hoàn tiền. Việc của chúng ta chỉ còn lại là cài app thôi các anh chị. Các anh chị có cảm thấy cái việc bán hàng nó trở nên đơn giản hơn thật là nhiều chưa? Đơn giản hơn nhiều chưa các anh chị? Nhiều chưa? Bao nhiêu các anh chị nhiều rồi để các anh chị mình có thể là mình cho mình nhìn thấy các anh chị được không? Các anh chị có cảm thấy một cái tương lai mà mình quá là một cái sự bùng nổ không các anh chị? Nếu như anh chị nào chúng ta chưa là con số 0 và con số 1 trong việc bán hàng mà các anh chị vượt comment đi đó, thì ngay ngày hôm nay các anh chị sẽ là số 2. Bởi vì việc của các anh chị chỉ còn là cài app thôi. Chúng ta làm những việc đơn giản, và tất cả chúng ta đều làm những việc đơn giản. Ngày hôm nay các anh chị có thể chia sẻ cái công việc kinh doanh này cho một cụ già 70 tuổi rồi, chỉ là không còn đi đâu, không làm gì nữa, nhưng mà chỉ còn đi dạo chơi mỗi ngày, đi bộ thôi, gặp gỡ mọi người và nói ơi mọi người hãy cài app đi, chúng ta vẫn có thể có tiền để mua quà cho con cháu, hoặc là chúng ta có thể là mua những điều chúng ta thích và chúng ta không có cảm giác là gánh nặng với gia đình, đúng không các anh chị? Hoặc là ngày hôm nay các anh chị có thể là khi một ai là mẹ bỉm sữa đang ở nhà, người ta chưa bao giờ học bán hàng, người ta chưa bao giờ giao tiếp với ai, người ta là một người sống khép kín, một người sống hướng nội, không có nhiều mối quan hệ, thì chúng ta vẫn có thể đi cài app cho người khác và chúng ta nói với họ rằng ở đây có một nơi tiêu dùng rất tuyệt vời, có thể cam kết hoàn tiền, uy tín, cực kỳ giá trị, cực kỳ nhân văn, hãy cài app này và mua sắm một toàn. Và chúng ta đi cài app cho người khác và chúng ta giúp thêm một người khách hàng sẽ cực kỳ thoải mái và cực kỳ happy trong việc mua sắm các anh chị. Mọi người có cảm thấy đó là một cuộc cách mạng không ạ? Và các anh chị nhớ một điều rằng cả các khách hàng và các anh chị cài app sẽ là khách hàng của các anh chị, sẽ gắn với các anh chị suốt cuộc đời, và họ mua kỳ một cái sản phẩm gì, nên sản phẩm trước hiện tại là chúng ta đều có hoa hồng các anh chị. Wow, các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Và ngày hôm nay cái việc công việc bán hàng của chúng ta chỉ đơn giản là cài app thôi. Cho nên các anh chị, ngay vì ngày xưa khi các anh chị chia sẻ công việc này, các anh chị nói là họ phải làm thêm đi, họ phải đăng bài, họ phải post Facebook, họ phải làm nhiều thứ, họ phải làm video, họ phải làm rất nhiều thứ. Thì ngày hôm nay họ chỉ cần biết cài app thôi, họ vẫn có thể có doanh số, họ vẫn sẽ có khách hàng nhờ cái máy bán hàng của chúng ta, nhờ cái bán hàng của chúng ta các anh chị. Mọi người có cảm thấy nó đơn giản không thật nhiều không các anh chị? Đó chính là tương lai của mình. Và cái việc mà các anh chị đi tuyển một đối tác, tuyển một cộng tác viên bây giờ là các anh chị chỉ mất 5 phút thôi.
thôi để các anh chị mở cho Hà một cái user, Hà ký quỹ luôn 1.599.000 các anh chị. Ngành rất đơn giản, bởi vì nó rất là rõ ràng. Tất nhiên là cái app này của chúng ta nó đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng mà các anh chị hãy nhớ một điều rằng nó là tương lai của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đang cải tiến từng ngày. Và các anh chị nhớ một điều rằng các anh chị hãy hành động trước khi mà nó thành hiện thực các anh chị. À được không ạ? Các anh chị hãy hành động. Và mới thấy một điều như vậy này các anh chị. Cả các nền tảng hiện tại không có bất kỳ một cái nền tảng nào vận hành như Shopee hết. Đó là điều chắc chắn. Nếu như Shopee đang live stream, đang live stream hàng ngày, cái hàng nghìn cái live stream trên đó, thì các anh chị có ngàn nào không ạ? Không các anh chị. Hàng xóm của các anh chị xem live stream TikTok, các anh chị có ngàn nào không? Không. Bà con hàng xóm họ hàng bạn bè đồng nghiệp của các anh chị xem live stream của Shopee, có các anh chị có ngàn nào không? Không. Nhưng Shopee là có các anh chị. Các anh chị hãy ngày hôm nay khi một ai xung quanh của các anh chị, hãy ngay lập các anh chị hãy cài cho họ app Shopee Mall. Và các anh chị nhớ bước 1 hãy hướng dẫn cho họ cài app trước nha. Bước 2 mới gửi link. Tại vì ngày xưa lúc mà mình mới cài mình không biết các anh chị, thì mình gửi cái đường link cho họ rồi họ đăng ký xong. Nhưng không phải, như vậy là khách hàng vẫn chưa gắn với mình. Các anh chị nhớ bước 1 là cho họ cài app trước. Bước 2 thì gửi cái đường link của các anh chị cho họ. Đường các anh chị đường các anh chị gửi đường link cho họ để mà họ đăng ký là xong, là chắc chắn khách hàng sẽ gắn với mình. Còn nếu như các anh chị chỉ gửi đường link thôi thì nó sẽ rất là khó. Chưa có gắn khách hàng với mình thì nó sẽ không phải là khách hàng của mình. Các anh chị nhớ bước 1 là cài app nha. Như vậy bây giờ các anh chị nhớ với mình một điều là gì ạ? Cả những người xung quanh chúng ta hãy cài app cho họ. Hãy là hãy để họ trở thành khách hàng của các anh chị, bởi vì rất đơn giản. Nếu như ngày hôm nay các anh chị không cài app cho họ, sẽ có một người khác cài app cho họ, và cả cuộc đời của họ chỉ cần xem livestream Shopee mua hàng thì các anh chị không có một đồng nào hết, không có một cái ngày nào hết. Nhưng mà ngày hôm nay chỉ cần chúng ta hành động nhanh hơn, chúng ta quyết liệt hơn. Các anh chị hãy nhớ rằng gì? Một khách hàng đó họ sẽ mua cả cuộc đời với các anh chị, họ sẽ mua vài nghìn sản phẩm với các anh chị, chứ không phải là một đơn hàng vài chục nghìn, không phải là một đơn hàng vài trăm nghìn. Cho nên chúng ta phải gì các anh chị, đó là cái cơ hội của mình. Các anh chị nào hành động trước chúng ta sẽ sở hữu các anh chị. Cảm ơn. Rồi ok, và với Shopee việc bán hàng bây giờ không còn khó nữa các anh chị. Bán hàng đã trở nên rất là đơn giản. Và trong thời điểm hiện tại, app Shopee Mall của chúng ta đang tiếp tục hoàn thiện, cho nên rất là cần cái sự đóng góp của các anh chị. Chúng ta luôn dạ, không ai thông minh bằng tất cả chúng ta đúng không anh chị? Không thể nào một cái đầu mà nghĩ bằng trăm cái đầu, hoặc là ở đây chúng ta đang có là gần là hơn 500 anh chị. Như vậy thì các anh chị nhớ với mình là gì ạ? Chúng ta sẽ có thể là mình trải nghiệm cái app Shopee Mall, và sau đó chúng ta sẽ có những cái góp ý, những cái feedback cho công ty để mà chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp, và nó sẽ trở thành cái siêu ứng dụng bán hàng thay cho các anh chị. Được không các anh chị? Rồi ok, thì ngày hôm nay khi mà các anh chị chia sẻ cho một ai đó về cái việc bán hàng tại Shopee, rất đơn giản, chỉ cần cái app thôi các anh chị. Còn lại đã có Shopee là, còn lại đã có sự kiện, đã có chương trình, các BDB, các chương trình của công ty thì anh chị hỗ trợ. Được không ạ? Các anh chị có cảm thấy đơn giản không ạ? Rồi ok. Rồi trước mắt là mình sẽ dừng ở đây, tại vì cũng 6 rưỡi rồi, chắc là mình sẽ dành thêm 5 phút để các anh chị có câu hỏi, chúng ta sẽ cùng giao lưu nhé. Còn đây là cái điều mà mình muốn chia sẻ với các anh chị về cái tương lai của chúng ta, cách kinh doanh của chúng ta, cách mà chúng ta phát triển. Và các anh chị nhớ rằng nó không hề có giới hạn nhé. Thứ nhất, các anh chị đang là chủ của một cái trung tâm thương mại mà sản phẩm sẽ là vô tận. Chúng ta còn rất nhiều, và nguồn hàng của các anh chị không phải là ở Việt Nam hay là ở châu Á mà trên toàn cầu các anh chị. Có phải nói là Shopee sẽ quy tụ những cái sản phẩm chất lượng nhất trên cuộc đời này luôn, chứ không phải chỉ là ở Việt Nam hay ở trong khu vực Đông Nam Á đâu các anh chị. Chúng ta sẽ đi toàn thế giới, cả những nơi nào có những sản phẩm xịn nhất hay nhất sẽ có mặt tại Shopee. Và đó chính là cái điều mà chúng ta sẽ làm với các anh chị. Được không ạ? Vì chúc các anh chị sẽ hành động, và mình nghĩ là mình sẽ có một câu chuyện nhỏ thôi để chia sẻ với các anh chị để mà mình nói về cái điều này. Các anh chị nhớ một điều rằng cơ hội sẽ không đợi mình các anh chị. Ngày xưa mình từng nghe một cái câu chuyện, đó là nếu như mà ví dụ như trong bất động sản đi các anh chị, giả sử mà mình nghĩ là rất là dân dã và rất là gần gũi với anh chị. Nếu như các anh chị biết rằng ngày xưa ở quận 2 á các anh chị, nếu như mà cách đây vài chục năm á thì mọi người xá lại ở quận 2 rất là hiệu lánh đúng không ạ? Không có gì hết. Chưa có gì phát triển hết. Nhưng mà nếu như các anh chị biết rằng tương lai quận 2 sẽ trở thành trung tâm hành chính của phía Nam, đúng không? Ở sàn thành phố Hồ Chí Minh, và sẽ là một cái thành phố mới, tầm nhìn cho sự phát triển trong vòng 100 năm, 50 năm tới ở khu phía Nam, ở tại thành phố Sài Gòn, chuyển trung tâm thành phố về quận 2, thì nếu như các anh chị biết được đó là cái tương lai nó diễn ra, thì chỉ cần các anh chị mình có, ví dụ các anh chị có tiền đúng không, các anh chị mua đất đúng không ạ, các anh chị có thể mua đất ở quận 2, thì có phải là khi tương lai nó diễn ra các anh chị sẽ là người thắng lớn đúng không ạ? Nhưng mà luôn luôn các anh chị, luôn luôn các những anh chị mình sẽ nghĩ rằng là nó có xảy ra hay không, một là có, hai là không. Nhưng mà nếu như các anh chị không có một miếng đất nào ở quận 2 thì trong tương lai nó xảy ra thì chúng ta sẽ là số 0 các anh chị. Nhưng mà nếu như chúng ta hành động các anh chị, tương lai là việc chúng ta không có biết trước được đâu các anh chị. Mà cơ hội thì nó cũng vậy, cơ hội nó luôn là thứ mà nó có thể được hoặc không được, và nó đang rất là mập mờ các anh chị. Và những anh chị nào mà chúng ta dám nắm mất thì đồng nghĩa là các anh chị phải dám mất,
Có nghĩa là các chị, ngay khi mà các chị dám mua một cái lô đất ở quận 2 thì các chị đã sẵn sàng với việc là kể cả tương lai nó không xảy ra thì các chị chấp nhận chịu chơi luôn. Nhưng mà khi nó xảy ra thì các chị giàu, các chị sẽ tài sản là rất nhiều lần, đúng không ạ? Nhưng mà thì cái app Dropimon ngày hôm nay có thể các chị thấy nó mới ra, thay đổi nó bình thường, chính sách cam kết hoàn tiền nó chưa được diễn ra, nhưng nó sẽ là thứ mà chúng ta làm. Nhưng mà thì nếu như ngày hôm nay các chị lựa chọn là các chị tin tưởng nó xảy ra và các chị hành động quyết liệt thì tương lai thuộc về các chị. Còn nếu như các chị chần chừ, các chị càng chần chừ lâu thì khi tương lai nó diễn ra nó sẽ là một điều nuối tiếc các chị, được không ạ? Và mình tin rằng với những anh chị nào chúng ta đã đồng hành với Dropi, chúng ta theo dõi Dropi, chúng ta nhìn thấy sự phát triển của Dropi thì mình tin rằng là các chị có thể tin một điều rằng mọi thứ chúng ta đang rất nỗ lực để phát triển, và các chị hy vọng là chúng ta sẽ tin tưởng, lựa chọn sự tin tưởng, hành động quyết liệt và tương lai sẽ thuộc về mình. Các chị sẽ trở thành một phần trong lịch sử nếu mà ngày hôm nay các chị dám cho mình một cái niềm tin, tin vào cái tầm nhìn đó và chúng ta cùng nhau thực hiện. Các chị chỉ có những anh chị chúng ta cùng chung tay, chúng ta cùng thực hiện, chúng ta cùng làm, chúng ta cùng tạo ra kết quả thì điều đó sẽ thuộc về chúng ta các chị, ok ha. Mình hy vọng là các chị, mình sẽ hôm nay là một cái ngày mà My có thể chia sẻ tất cả những cái điều mà My đang có trong đầu, những cái cảm xúc mà My đang có để mà hàng ngày mình đều cố gắng, mình đều làm hết mình, tại vì thật cơ hội nó sẽ qua đi các anh chị. My đang nghĩ là mình sẽ cố gắng mình làm 5 năm nữa để mình nghỉ ngơi cả cuộc đời sau luôn đó các anh chị. Nên là mình phải hết sức tập trung, hết sức cố gắng, làm thật nhiều, làm nhiều nhất có thể các anh chị. Bởi vì lúc này chúng ta có thể làm, chúng ta có thể lợi, chúng ta có thể là đóng góp thật nhiều và kết quả sẽ thuộc về các anh chị. Mai mốt là chúng ta có muốn làm thì cũng không làm được đâu các chị. Bây giờ thị trường rất lớn, bây giờ xung quanh mình rất nhiều người ta chưa cài app Dropi, xung quanh mình rất nhiều người ta chưa làm Dropi các anh chị. Chúng ta có rất nhiều việc đã làm và chúng ta hãy làm đi các anh chị, hãy làm thật nhiều để mà sau này chúng ta sẽ nghỉ ngơi các anh chị, đúng không ạ? Chỉ có một những cái giai đoạn là chúng ta sẽ làm thật là mãnh liệt để sau này chúng ta sẽ nghỉ ngơi các anh chị, đúng không ạ? Chứ còn mà bây giờ chúng ta nghĩ mà lúc cần làm chúng ta lại nghĩ, mà lúc cần nghỉ chúng ta lại đi làm thì rất vất vả các anh chị, được không ạ? Ok nhé. Mình chúc là tất cả hôm nay thì mình cũng xin phép chia sẻ tất cả những cái điều mà mình nhìn thấy, những cái điều mà mình đang có trong người mình để mình nó là cái động lực để mình nỗ lực mỗi ngày để mà trao cho các anh chị, và hy vọng nó sẽ hữu ích, hy vọng nó sẽ là một cái những thông tin đáng giá trị để giúp các anh chị phát triển cái công việc kinh doanh này của mình. Và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái chương trình dành cho những cấp bậc lãnh đạo, những cái chương trình du lịch tưởng thưởng của cộng đồng chúng ta nhé. Rồi, ok, xin chào và hẹn lại tất cả các anh chị. Mình nghĩ là cũng trễ rồi cho nên là chắc là các anh chị mình sẽ đi làm ha. Mình sẽ đi ăn sáng và bắt đầu một ngày mới.